Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Lacoste đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng đã mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay. Bên trong các bạn thấy đây là một chiếc hộp mắt kính rất là quen thuộc của Lacoste với cái tông màu xanh lam như thế này, cùng với đó là biểu tượng logo chú cá sấu và tên thương hiệu ngay trên phần nắp hộp rất là đặc trưng. Và đầu tiên mình xin giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu Lacoste này cho những bạn nào chưa biết. Thì Lacoste là một công ty của Pháp được thành lập vào năm 1933 bởi vận động viên quần vợt Grace Lacoste và doanh nhân Henri Julien. Thương hiệu này chuyên bán quần áo, giày dép, đồ thể thao, kính mắt, đồ da, nước hoa, khăn tắm và cả đồng hồ. Công ty có thể được nhận biết bởi biểu tượng chú cá sấu màu xanh lá cây rất là đặc trưng. Và Grace Lacoste, người sáng lập công ty, đã được người hâm mộ đặc biệt danh là cá sấu vì sự ngoan cường của ông trên sân quần vợt. Vào tháng 11 năm 2012 thì Lacoste đã được mua lại hoàn toàn bởi tập đoàn Mofares của gia đình Thụy Sĩ. Và đó là những cái thông tin tổng quan về thương hiệu này cho các bạn có thể nắm được nha. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào sản phẩm kính mát ngày hôm nay của chúng ta. Bên trong các bạn thấy là mẫu mắt kính vẫn được bảo vệ rất là cẩn thận trong một chiếc túi ni lông như thế này. Và trên chiếc túi này chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp những cái thông tin về sản phẩm bên trong. Đầu tiên là thương hiệu nè, là code ha, chúng ta sẽ có mã sản phẩm là L955S, mã màu sẽ là 400 và sau cùng là thông số kỹ thuật 5419145. Mã sản phẩm này thì mình có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm này dưới phần nội dung. Các bạn có thể truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại eShip.vn nha. Còn bây giờ mình sẽ cho chúng ta chiêm ngưỡng chiếc mắt kính ngày hôm nay. Bên trong chúng ta sẽ có một phụ kiện đi kèm, đó là một sách hướng dẫn của Lacoste, cũng tương đối đơn giản thôi. Tạm thời mình sẽ để qua đây nhé. Lacoste họ bảo vệ hai chiếc càng kính này tương đối đơn giản với một cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính bên trái thôi. Tạm thời mình sẽ lấy ra luôn. Ở đây là nhân vật chính của chúng ta, rất là đẹp nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ về tên của mẫu kính ngày hôm nay sẽ là Lacoste Mansion Club, một mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ thương hiệu Lacoste ha. Với độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 54mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có đường link hướng dẫn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của bạn. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt nè, cũng như là chi tiết hai bên thái dương này nha. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng luôn. Nó giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang với mình, vừa mang lại cái trải nghiệm đeo nó phải thực sự thoải mái nữa. Chiếc mắt kính đó mới là phù hợp với bạn. Và màu trong kính trên mẫu này thì chúng ta sẽ có một cái màu xám cơ bản. Đây các bạn nhìn nghiêng sẽ thấy ha, đây là màu xám cơ bản, không biết là qua camera nó có bị sai màu hay không. Mình thấy nè, nó cũng tương đối giống rồi đó các bạn. Thực tế thì mình thấy nó sẽ màu xám hơn. Chúng ta sẽ có một cái màu xám cơ bản cùng với đó là chức năng chống 100% tia UV. Đây là cái chức năng cơ bản của một chiếc kính mát rồi. Trên ống kính bên trái các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một logo chú cá sấu nè, cùng với tên thương hiệu luôn, được khắc laser cực kỳ sắc nét ha, góp phần tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn cho mẫu mắt kính của chúng ta. Với cầu kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 19mm, chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm và thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây, chính là cầu kính của chúng ta. Còn phần phía trên này như các bạn có thể thấy đó chính là phần top 3 của kính. Càng kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 145mm, một chiếc càng kính đánh giá tương đối dài, 145 là khá là dài nha các bạn. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những số đo kích thước cũng như là cái mã sản phẩm được thể hiện bên trong càng kính bên trái. Thì các bạn có thể thấy nè, chúng ta sẽ có mã sản phẩm là L955S. Mã màu sẽ là 400 và thông số kỹ thuật là 5419145. Ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có là tên thương hiệu Lacoste cùng với logo thương hiệu luôn, một hình chú cá sấu đó, rất là đặc trưng. Và đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính. Còn phía bên ngoài càng kính các bạn có thể thấy ngay tên thương hiệu được đặt cực kỳ sắc nét ngay trên phần thân càng kính to bản như thế này. Các bạn có thể thấy nè, rất là đẹp luôn. Ở cả hai bên nha, chúng ta sẽ có cái chi tiết này, nó tăng cái độ nhận diện thương hiệu cho mỗi mắt kính của chúng ta ở mọi góc nhìn. Và chiếc càng kính của chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là thời trang. Phần nhựa giữa thân kính các bạn có thể thấy là cái phần lớn này nè, đó, thân càng kính của chúng ta sẽ có một cái màu trong như thế này, đó, màu đen trong ha.
và bên trong chúng ta sẽ thấy cái phần đệm kim loại nè, tăng cái độ bền cho sản phẩm. Phần tay kính thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái màu Havana, tức là giống cái màu đồi mồi đó các bạn. Ở cả hai bên chúng ta có cái chi tiết thiết kế này, nó rất là thời trang luôn. Và về dạng khung thì chúng ta sẽ có dạng khung rất là quen thuộc, đó là dạng square, tức là dạng khung vuông. Với các bạn có khuôn mặt hơi tròn thì các bạn nên chọn những chiếc mắt kính có dạng hình chữ nhật hoặc là hình vuông giống như thế này. Nó sẽ tạo cái cảm giác cho khuôn mặt của bạn dài hơn, đem lại cái sự hài hòa và thanh thoát cho khuôn mặt của bạn. Từ đó nó giúp tôn dáng khuôn mặt và giúp bạn tự tin hơn rất là nhiều. Đó là ưu điểm của các loại gọng vuông cũng như là gọng chữ nhật giống như thế này. Màu khung ở đây chúng ta sẽ có là một cái màu xanh navy và được đánh bóng toàn bộ luôn nha các bạn, rất là sang trọng cũng như là mang sự bóng bẩy nè, nó rất là thu hút rất là nhiều ánh nhìn xung quanh với cái hiệu ứng bắt sáng mà khi nào chúng ta di chuyển ở mọi góc nhìn. Cái chế tác đánh bóng này nó rất là đẹp luôn, cũng như là tạo được cái sự sang trọng hơn cho mẫu mắt kính chúng ta rất là nhiều. Màu xanh navy thì nó được sử dụng rất là nhiều ở trong thời trang nha các bạn, nó cũng là một trong những cái tông màu rất là được yêu thích luôn. Và ưu điểm của gọng nhựa plastic thì chúng ta sẽ thấy là đó là đa dạng về kiểu dáng nè, màu sắc cũng như là đáp ứng được cho rất là nhiều lứa tuổi. Thường được đệm bên trong là một cái lớp kim loại nhằm tăng cái độ bền cho sản phẩm, cho cảm giác đeo rất là thoải mái vì trọng lượng của plastic tương đối nhẹ. Đặc biệt thì plastic an toàn, không gây dị ứng cho da, đó là những cái ưu điểm rất là lớn của loại vật liệu này. Và chúng ta sẽ có vật liệu này ngay ra phần khung và phần càng kính luôn nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy nè, tất cả các vật liệu được hoàn thiện chiếc kính này đều là từ nhựa plastic, bên trong chúng ta sẽ có thêm một cái lớp đệm kim loại để tăng cái độ bền cho sản phẩm. Và qua các góc quay các bạn có thể thấy là sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn mót và trầy xước phía trên phần khung ha, cũng như là hai bên ống kính nè, các chi tiết còn rất là hoàn hảo luôn, càng kính cũng vậy, và phần khớp càng kính đây rất là chắc chắn ở cả hai bên luôn. Các bạn có thể thấy cái phần càng kính ha. Và đó cũng là một số góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn mà nào đang quan tâm đến các mẫu kính Lacoste nói chung cũng như là mẫu Lacoste ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm kính mát cũng như là kính mắt với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như là giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.